Và để tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với nhóm sinh viên Xuân Hòa. Các bạn ở đâu ạ? Các bạn sẽ đến với chương trình của chúng ta qua vở kịch Người Cha Nhân Hậu. Kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem. Con có chuyện này muốn nói với cha. Con
sống độc lập chả? Cháu, sao con lại muốn sống độc lập? Cha, con đã lớn rồi, con không muốn sống sợ dẫm cả cha và anh nữa. Cha, bây giờ cha, con nói thật với cha, cha cứ chim với con sống ra ngoài mà con đã tưởng tượng. Biết đâu sau này con giàu có về con sẽ phục dung cha. Con à, tất cả những gì của con sau này đều được anh em con nhân dân công tử chưa phải lúc trả con đó. Nếu con đã muốn như vậy, cha đồng phải chia ra tài cho con. Hôm nay phải nhờ quá.
Đến đây anh. Các chị ơi, đây chính là phát sắc của ta. Ôi xin quá. Tuyệt vời. Nào các chị ơi, nhân tuyệt vời. Uống kiểu bên này. Yeah!
Xin chào một tay lớn hơn nữa, cảm ơn các bạn sinh viên Xuân Hòa.